bản của tôi là Tảo Tru Văn, đang ngồi đây chờ cho máy bay tới. Nhiều người nói là cái chỗ Burbank này là nó quay nhiều phim với nhiều người nổi tiếng. Mà tại sao cái phi trường nó chán quá vậy? Nó không có chỉ cái đó gì hết. Cái hình ra đây là một cái bản của phi trường Bob Hope, mà ngày nay cái tên là nó phi trường Burbank Hollywood. Ở đây nó chỉ có hai cái cửa chính. Mấy cái xe hơi nó đi một chiều. Mấy cái màu chính ở ngoài là màu đỏ tím với màu nâu lợt. Mấy cái màu chính ở trong là màu trắng với màu xanh trời đậm. Ở trong cái phi trường nó cứ ít đồ lắm mà lại sáng sủa. Chỉ có cái hình của đại học này, chắc nó phải gần đây là trong một cái đó thôi. Cái trường này nó dòm sang sủa lắm, mà chắc cái nó phải mất tiền nó cho đi đây. Đi bộ vòng vòng cái phi trường này nó có nhiều chỗ cho trái thì giờ lắm, mà chỉ cái ít chỗ đó là vui cho người ta tới. Ở trong cái cà phê người ta chỉ ngồi chờ đó cho cái máy bay tới. Đứng với chờ trong hãng, chờ cho hãng lý, chờ cho mấy người khác. Mà mới mấy phút trước có mấy người này nó chắc nó chạy vòng vòng. Mấy người này dòm như nó đi đây với đi đó tại cái phi trường bản chỉ nó thôi. Chỉ dòm lại cái thư bản, cái máy bay này, mấy cái hình này. Mấy người này nó không có chờ như dòm mấy đồ này lúc mà nó có thì giờ. Cái sự thật là cái phi trường này là một cái chỗ cho đi làm, nó không phải một cái chỗ cho chơi. Thành ra mấy người đây nó không có mời mấy người khác vô mấy cái khu của nó. Cái thành phố của Burbank nó ráng thay đổi cái này, thành ra nó sửa lên mấy cái chỗ mà sẽ có nhiều người tới. Giống như cái chỗ cho mua đồ Burbank Town Center, nó ráng làm cái chỗ này ấm hơn với vui hơn cho người ta chịu tới chung mấy bạn của nó. Mấy cái người ở trên đằng sau cái phi trường Burbank Hollywood dòm giống như nó suy nghĩ y chang, tại nó đang nói là nó sẽ ráp một cái cửa mới. Cái phi trường bây giờ là thường với dễ cho hiểu, mà một cái phi trường nó cũng phải giống vậy, dễ cho người ta dùng. Cái phi trường nó không có cần dòm như nó mới ra một cái phim hay cho mấy người nổi tiếng. Tôi chắc tôi cũng hơi chê cái này sớm quá. Mà chê sớm quá hay không, cái chỗ này nó nhỏ quá chứ người ta muốn dùng với ở lại trong cái chỗ ông dòng nữa. Mai mốt cái phi trường Burbank với Hollywood sẽ đứng chính giữa cái đường mỏng của một cái chỗ hết sảy, như là một cái chỗ chết.